Xin chào, lại là Trường và Mong One đây. Và cũng chỉ còn một ít thời gian nữa thôi là các bạn học sinh sinh viên sẽ quay trở lại về quá trình chúng ta tích lũy tri thức. Mình đã thấy ở Mong One bắt đầu các bạn học sinh sinh viên đến mua máy và lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho mình rồi. Và để cho những bạn nào mà chưa mua hoặc là sắp chuẩn bị đến Mong One để mua máy thì mình sẽ có một vài điều mà muốn nói với các bạn trước khi chúng ta lựa chọn được một chiếc máy phù hợp nhất. Bắt đầu ngay sau intro nhé. Hiện tại ở Mac One cũng đang chạy chương trình Back to School cho các bạn học sinh sinh viên và sẽ có rất nhiều quà đi kèm khi mà các bạn mua bất kỳ sản phẩm Mac nào ở cửa hàng đấy nhá. Click ngay vào link ở bên dưới phần mô tả để nắm thêm được về chi tiết này. Chắc chắn hãng nào cũng vậy thôi, đều sẽ có những cái phân cấp trong các dòng sản phẩm của mình để cho người dùng có thể tiện lựa chọn đúng với cả phù hợp với điều kiện công việc của mình. Thì đối với cả MacBook cũng sẽ như vậy. Mình sẽ chia theo hai con số, đó là 13 và 15 cùng với 14 và 16. Nghe thế này thì chắc là các bạn cũng biết là chia theo kiểu gì rồi. Đó là theo size màn hình. Tại sao lại là size màn hình mà không phải là thông số kỹ thuật nào khác? Bởi vì chính Apple cũng đã chia sản phẩm của họ như vậy. Đối với cả những cái bản 13 và 15 inch thì các bạn sẽ lựa chọn được cho những cái công việc mà không yêu cầu quá nhiều về hiệu năng cao và chỉ sử dụng ở trong những cái phần mềm rất là cơ bản thôi. 13 và 15 inch thì mình sẽ có recommend về 3 loại sản phẩm, đó là MacBook Air bản 13 inch, MacBook Air bản 15 inch và hai chiếc máy này đều sử dụng chip M nhá, cùng với MacBook Pro 13 inch. MacBook Pro 13 inch thì mình sẽ có recommend cả bản chip M cũng như là bản chip Intel. Bởi vì là chip Intel thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn có thể sử dụng được song song và chip Intel hiện tại ở trên những bản 13 inch nó chưa phải là quá yếu nếu như các bạn sử dụng để làm những công việc nó đơn giản thôi như là mình research thông tin, Word Excel thì vẫn đang rất là tốt. Có một tình trạng mà mình đang gặp khá nhiều ở cửa hàng, đó là 10 bạn vào mua máy thì phải đến 5 đến 6 bạn nghĩ rằng là MacBook Pro 13 inch sẽ mạnh hơn nhiều so với cả MacBook Air 13 hoặc là 15 inch luôn. Thì điểm này đối với mình cho rằng là không đúng. Bởi vì nếu như các bạn có thể nhìn vào các cái thông số mà mình để ở đây, các bạn sẽ thấy rằng thông số của bản Pro 13 và bản E 13 inch nó rất là giống nhau. Nó chỉ lệch nhau một chút ở cái phần GPU này mà thôi. Và nếu như các bạn đặt vào so sánh với cả 15 inch thì nó y hệt. Tức là chúng ta sẽ không có cái điểm chênh lệch sức mạnh quá nhiều và gần như là không thể nhìn thấy được nếu như các bạn chỉ dùng văn phòng. Và trừ khi mà các bạn bắt đầu làm sang video những cái dạng phần mềm như là Premiere Pro hoặc là trên DaVinci Resolve thì cái phần GPU chênh lên này nó bắt đầu có thể nhìn thấy được, nhưng không phải là quá nhiều để cho các bạn có thể là bận tâm. Nếu như trong cái phân khúc này mà các bạn lựa chọn MacBook Pro thì mình nghĩ là các bạn sẽ cần chú trọng rằng là các bạn sẽ có quạt tản nhiệt để nếu như trong trường hợp mà các bạn sử dụng máy một cái thời gian rất là dài cùng với những phần mềm tương đối là nặng thì các bạn sẽ cần quan tâm đến điểm này thôi. Còn nếu như mà các bạn không làm như thế, các bạn chỉ cần những cái phần mềm văn phòng hoặc là những phần mềm cơ bản không cần ăn quá nhiều hiệu năng thì cứ chọn bản E là được. Và ở phía còn lại chúng ta sẽ còn những bản máy 14 và 16 inch. Và trong lineup này thì mình vẫn sẽ có lựa chọn MacBook Pro 16 inch 2019 nhá. Bởi vì cái sự đa dụng của nó đang rất là tốt. MacBook Pro 2019 16 inch là một chiếc máy mà chúng ta có chip khỏe này. Nếu như chưa xuất hiện cái chip M nhá thì những bản chip Intel này cực kỳ mạnh bởi vì những con chip này là chip hiệu năng cao. Cùng với đó sẽ có luôn cả đồ họa rời cho các bạn để các bạn có thể xử lý rất nhiều các công việc. Những công việc văn phòng thì thôi này, và những ngành kinh tế mà không cần nhiều hiệu năng, ok, nó vẫn có thể làm được. Nhưng đến với cả những công việc mà cần edit nhiều, edit video trên Premiere Pro này, làm hiệu ứng với After Effects này, các bạn làm 3D này, nó vẫn có thể xử lý được. Tất nhiên nếu như để nói về ở thời điểm 2024 này thì nó không còn là quá mạnh nữa, nhưng nếu để học thì nó vẫn đang là một sự lựa chọn rất là tốt. Ngoài ra một điểm rất mạnh của bản Pro 2019 Intel đó là các bạn có thể dùng song song hai hệ điều hành. Trong những trường hợp mà các bạn có những phần mềm mà không phải là quá nặng đâu nhưng các bạn không thể sử dụng được ở trên Mac, ví dụ như là phần mềm kế toán Misa chẳng hạn, hoặc các bạn có thể dùng 3D Max, thì những phần mềm này các bạn sẽ không thể nào cài ở trên Mac được và các bạn bắt buộc phải chuyển sang Windows. Thì MacBook Pro 2019 16 inch có thể làm được điều này và làm rất tốt. Khi mà các bạn lựa chọn soi xét thì bản 16 inch này cũng là một lựa chọn rất ok, nhưng hãy để ý vào hai điểm chính của bản Pro 2019 16 inch, đó là nhiệt độ rất là nóng và có thể gây khó chịu cho các bạn khi sử dụng nhé. Bởi vì nhiệt độ sinh ra từ những con chip i9 mà hậu tố HK như thế này thì cực kỳ khó chịu luôn. Và nếu mà dùng thì nên kê cao máy hoặc là có những cái biện pháp tản nhiệt tốt hơn cho máy nhé. Còn một phần nữa đó là về pin dành cho bản Pro 2019 này, thì pin của MacBook các bạn sẽ thường được nghe là nó sẽ rất là tốt, rất là ok. Nhưng với một cái bản máy đã có 4 đến 5 năm tuổi đời rồi, chưa kể nó còn dùng chip Intel nữa thì thời lượng pin không phải quá tốt đâu nhá. Nếu như bạn nào mà học ngành công nghệ thông tin á, mà các bạn muốn sử dụng máy hết một buổi sáng, xong rồi sang đến buổi chiều mà không cắm sạc thì điều này rất là khó. Cái này thì chúng ta sẽ để dành cho
bản MacBook Pro 14 và 16 inch chạy chip M. Đến với cả bản Pro 14 và 16 inch chạy chip M này thì gần như là chúng ta không có gì để mà lăn tăn nữa. Tất cả mọi thứ ở trên này đều là hoàn hảo, bởi vì là đây là những mẫu máy cao cấp nhất của Apple rồi. Kể cả khi các bạn có lựa chọn bản 2021, bản 2023 đầu năm hoặc là cuối năm, thì bản nào cũng vẫn đang còn rất là mạnh cho các bạn làm được tất cả các ngành nghề. Có trang điểm cần lưu ý đối với cả hai bản máy này, đó là một số phần mềm nó sẽ không hỗ trợ thôi, và các bạn sẽ phải cài Windows giả lập và không cài được Windows thẳng vào ổ máy. Ví dụ như là phần mềm Misa ban nãy mình có nói. Còn một số những cái phần mềm mà nó không hoàn toàn có ở trên giả lập Windows thì chúng ta phải chấp nhận. Nên là các bạn sẽ đến với một phần tiếp theo cần phải để ý. Như mình đã nói ở trên thì không phải phần mềm nào nó cũng tương thích ở trên macOS. Vì vậy nên chúng ta cần phải tìm hiểu trước về các phần mềm trước khi mà chúng ta đi mua máy. Để mà có được cái thông tin này, các bạn có thể vào những hội nhóm của trường đại học của các bạn, sau đó đăng những cái bài câu hỏi lên để cho những anh chị đi trước có thể trả lời. Hoặc nếu như các bạn có người quen thì cũng có thể hỏi luôn, để xác định xem là những công việc nào chúng ta sẽ làm chính, những cái phần mềm nào chúng ta sẽ dùng nhiều. Ví dụ như các bạn có thể học ngành truyền thông đa phương tiện chẳng hạn, các bạn sẽ có dùng Word Excel rất nhiều, nhưng bên cạnh đó những project các bạn vẫn sẽ phải dùng Premiere Pro. Thì để xem là phần Premiere Pro là các bạn có dùng nhiều hay không, cái dự án đó có cần nhiều effect hay không. Cái này thì các bạn chưa xác định được nên là nên phải hỏi những người đi trước nhá, để chúng ta có thể chắc chắn được về cái phần cấu hình. Ngoài ra nữa, các bạn cũng có thể là làm theo những hướng dẫn này của mình. Các bạn vào Google và gõ cú pháp giúp mình, đó là tên phần mềm, sau đó thêm chữ requirements ở đằng sau. Thì khi đó các bạn sẽ tìm thấy được những cái trang của phần mềm đó. Ví dụ như phần mềm Premiere Pro này, các bạn sẽ nhìn thấy được đó là cấu hình tối thiểu và cấu hình khuyến nghị. Thì ở đây các bạn nên chú ý vào phần cấu hình tối thiểu nhé, bởi vì ở đây sẽ là cấu hình để cho các bạn có thể sử dụng được tương đối thoải mái. Và nếu như mà cấu hình này cao hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng được thoải mái hơn. Trong việc mà các bạn research cái thông tin để chúng ta có thể xem được phần mềm là phù hợp, thì đồng thời các bạn cũng có thể xem được là liệu macOS nó có hỗ trợ được phù hợp hay không nhá. Kết hợp với việc các bạn research thông tin về phần mềm thì các bạn cũng có thể là xem những video test về hiệu năng máy, test về phần mềm sử dụng ở trên máy của các bạn. Ví dụ như ở trên ứng dụng đồ họa này, các bạn có thể nhìn thấy là nó ghi là không hỗ trợ cho bản macOS chạy chip M, nhưng hiện tại vẫn đang có bản native. Thì tức là bài viết này đang rất là cũ rồi, nên hãy phải để ý rằng là đọc research ở trên Google là một chuyện, còn khi các bạn phải đi tìm hiểu các video khác, những video mới ra luôn luôn được cập nhật, thì cái đấy cũng sẽ là một nguồn tham khảo rất là tích cực đấy nhá. Khi đã có hai bước lớn ở bên trên thì hãy đến với bước 3, bước tiếp theo, đó là tìm hiểu những shop uy tín để các bạn có thể đặt niềm tin vào. Hiện tại thì trên thị trường đang có rất nhiều các cơ sở, các cửa hàng, các doanh nghiệp bán Mac rất nhiều, nhưng không phải ở đâu cũng có thể là cho bạn những cái điểm mà tốt nhất có thể. Nhiều đơn vị nhá, cái này thì nếu mà nói đến thì chắc cũng sẽ hơi đụng chạm một chút, nhưng mình nghĩ rằng đây sẽ là cái mà người dùng nên để ý. Đó là không phải là chỗ nào bán máy cho các bạn cũng sẽ hỗ trợ phần mềm cho các bạn hoàn toàn đâu. Sẽ có những nơi họ chỉ bán máy và sau đó sẽ có một vài phần mềm họ có thể cài đặt được, còn đa phần các bạn sẽ phải tự làm, hoặc là các bạn phải mang đến những cơ sở khác để có thể hỗ trợ. Thì điểm này cũng rất là lấn cấn. Nếu như các bạn mà chưa biết được những cái địa điểm nào có thể mua máy được tốt thì hãy có thể lên những hội nhóm, ví dụ như nhóm Mac Life và đồng bọn là một hội nhóm khá là lớn để các bạn có thể tìm hiểu về các sản phẩm Mac. Lên đó đặt câu hỏi ra thì sẽ có rất nhiều người hỗ trợ cho các bạn. Hoặc là những cái nhóm khác, cứ là nhóm của người dùng Mac là được, đăng lên và sẽ có những người vào comment cho bạn nhé. Và cái lợi ích của việc mà các bạn lựa chọn được những cửa hàng tốt, đó là ngoài về chế độ bảo hành ra, máy mới thì gần như các bạn sẽ bảo hành ở hãng rồi, là các bạn không phải lo. Còn nếu như chọn máy cũ thì cực kỳ phải để ý về cái vấn đề cửa hàng, để xem chất lượng máy như thế nào và hậu mãi về sau bảo hành như thế nào nữa. Bảo hành phải tốt thì các bạn mới yên tâm sử dụng máy được, đúng không? Cùng với đó nữa là hỗ trợ phần mềm. Nếu như bạn là một người mới chuyển từ Windows sang macOS thì chắc chắn là vấn đề phần mềm sẽ là một cái mà các bạn rất lấn cấn và cần những người hỗ trợ liên tục để cho các bạn có thể sử dụng được. Thì ví dụ như ở Mac One thì chúng mình cũng có hỗ trợ vấn đề này và miễn phí chọn đời máy luôn. Các bạn cũng có thể chọn Mac One là một nơi để tham khảo nhé, hoặc bất kỳ nơi nào nếu như các bạn cảm thấy yên tâm. Và chúng ta sẽ đến với bước cuối cùng, bước thứ tư, đó là đến và mua máy. Đến mua máy thì tại sao lại quan trọng nhỉ? Bởi vì là khi mà các bạn đã chọn được hết các thông tin ở bên trên, chúng ta đã có được là loại máy mà chúng ta thích này, có được thông số về các phần mềm mà chúng ta cần và có được những cửa hàng uy tín, thì khi đến đây các bạn sẽ gặp những nhân viên tư vấn. Các bạn này thì sẽ cùng với các cái thông tin mà bạn đang có tổng hợp lại và có thể lựa chọn được loại máy tốt nhất. Có thể là loại máy bạn chọn từ đầu nó chưa phù hợp lắm thì các bạn có thể chỉnh thêm để có thể lựa chọn những sản phẩm khác.
thì đây cũng là một điểm rất là tốt để cho các bạn có thể là chọn được loại máy đúng nhất nhá. Ok, đó là một số bước để các bạn có thể lựa chọn laptop đồng hành với mình trong suốt 4 năm học đại học, hoặc là các bạn nào cũng đang là học sinh cũng có thể lựa chọn được máy một cách dễ dàng nhá. Và những tip này không chỉ dành riêng cho Mark đâu, mà mình nghĩ rằng những bạn nào mà chuẩn bị mua máy Windows cũng có thể sử dụng những tip này để có thể là lựa chọn được máy một cách tốt nhất. Những cái này sẽ là những kiến thức nền còn sâu hơn về máy, ví dụ như là test máy cho những bạn mà đi mua máy cũ thì mình cũng đã làm một video ở đây rồi, các bạn có thể click vào và xem thêm nhá. Nếu nội dung này hữu ích, ngại gì mà không để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.